cổ động viên Man City phát hoảng vì phản ứng thiếu kiểm soát của Erling Haaland. Erling Haaland đang là điểm nóng sau trận đấu đầy tranh cãi giữa Man City và Tottenham đêm qua, với chuỗi hành động khó tin từ tiền đạo người Na Uy. Man City và Tottenham chia điểm trong trận hóa 3-3 đầy kịch tính tại ETH trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 ngoại hạng Anh 2023-2024. Cơn mưa bàn thắng ở Manchester cùng vô số drama là điều đang gây được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ khắp xứ sương mù với cái tên nổi bật Erling Haaland. Đáng chú ý nhất là tình huống phản công cuối cùng của Man City với người châm ngòi là Erling Haaland khi tiền đạo người Na Uy nhận bóng, sau đó bị phạm lỗi nhưng vẫn rất cố gắng thực hiện đường truyền dọn cỗ cho đồng đội đang chạy chỗ phía trên. Sẽ chẳng có gì để nói nếu trọng tài Simon Hooper vừa mới cho chủ nhà hưởng lợi thế. Lại ngay lập tức ngắt còi sau khi Jack Rilis kiểm soát tốt trái bóng và đang đứng trước cơ hội đối mặt với thủ môn của gà trống. Sau trận đấu, các camera liên tục hướng về Haaland giận dữ với hàm răng cắn chặt và hét lên F off, F off trên đường rời sân. Bên cạnh đó, tiền đạo 23 tuổi cũng đã lên nền tảng mạng xã hội 10, trước đây gọi là Twitter để phản đối quyết định này khi chia sẻ một bài đăng có video về quyết định đầy tranh cãi của Simon Hooper. Với dòng trạng thái WTF, những phản ứng rất mạnh mẽ và có phần quá đà của Erling Haaland đang khiến các The Citizens đứng ngồi không yên, bởi dù thế nào các trọng tài ở anh luôn được liên đoàn và ban tổ chức giải bảo vệ gần như là tuyệt đối mọi hành động sai phạm và thái quá sẽ đều phải nhận những án phạt không hề nhẹ nhàng một chút nào với cá nhân cầu thủ và câu lạc bộ chủ quản